Rồi, kênh Phong Lan Địa Lan xin chào các bác nha. Ngày hôm nay mình quay cái cây lan kiếm mà vừa rồi mình đi rừng Mang Giang mình lấy về. Thì mình thấy nó hay hay, mình lấy lạ lạ mình lấy, tại vì mình chưa nhỏ giờ chưa bao giờ thấy cây kiếm kiểu như cây này. Thì mình úp lên, mình cũng có hỏi rất là nhiều người, nhưng mà người thì nói là địa lan, người nói phong lan, mình cũng chưa biết nó là phong lan hay địa lan. Nhưng mà đây các bác thấy, có thể thấy đây, lá lá này là mình chặt bớt đi rồi này, tại vì lấy ở rừng về nên là không thể lấy hết được. Nhưng mà lá nó rất là dài, lá nhỏ mảnh dài đấy, lá dài hơn mét luôn, lá dài lắm. Đấy, đoạn này nó vẫn vẫn còn đứt bớt đi rồi đây. Mình con lá nó sót lại dài nhất này, đã hơn mét rồi, lá nó phải dài mét tư mét rưỡi. Mà đây là cây củ nữa đây, thì không biết là bác nào xem clip mà biết cây này là kiếm gì thì có thể nói tên, rồi nếu có mặt hoa thì cho mình xem với, tại vì mình thấy cây này nó lạ quá, mà mình tìm trên mạng cũng chẳng thấy cái kiểu kiếm như thế này, nên là mình mới làm cái clip để hỏi các bác xem nào. Úp lên kênh Phong Lan Địa Lan để hỏi các bác xem thế nào. Cây này thì nó mọc ở trên trên cái hốc cây, thì theo mình thì nó là phong lan, nhưng mà mấy người đi cùng thì lại bảo địa lan, rồi một số người thì cũng bảo là địa lan, thì mình không biết nó là phong lan hay địa lan. Nhưng mà theo mình thì nó là phong lan chứ không phải địa lan. Nhưng mà nếu mà bác nào biết thì chia sẻ thông tin giúp mình với nhé. Nó đang lên mấy cái mầm gốc, mấy cái mầm cũng do đường về xa quá mà cây nó dài, mấy hôm nay nó nắng nóng nó khó bảo quản nên là vừa rồi dập mất mấy cái đầu của mấy cái mầm này. Cũng may là cái mầm này vẫn đang còn nguyên, rồi có một cái mầm đang nhú lên ở đâu đây, không biết là khi nào hóng khi nào mới có hoa, để xem mặt hoa đây. Nếu bác nào có tên với lại mặt hoa của cây này thì xin được chia sẻ giúp mình nhé. Rồi bác nào tình cờ ghé qua kênh mà chưa 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 like chưa subscribe thì nếu kênh cảm thấy kênh mình có hữu ích cho các bác thì, hoặc các bác thích cảm thấy thích thì có thể like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình với nhé các bác nhé. Rồi xin chào tất cả các bác, mình xin phép được kết thúc video ở đây.